Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện Vương Bảo Ngọc hạ cánh trên sân bay Liên Xô trong lịch sử quân sự Trung Quốc đã gây ra sự kinh hoàng và tác động lớn vượt xa vụ Matthew Ross hạ cánh trên quảng trường đỏ hồi năm 1987. Cùng tìm hiểu về vụ máy bay quân sự Trung Quốc bỏ trốn sang Liên Xô năm 1990 trong video sau đây. Tường thuật của sĩ quan trực ban. Chiều ngày 25 tháng 8 năm 1990, khi tôi đang trực tại Ban Chính trị Bộ đội Không quân, Quân khu Đông Bắc, thì bỗng nhận được thông báo điện thoại của Sở Chỉ huy cho biết một chiếc máy bay J-6 của đội bay thuộc Trung đoàn Không quân tỉnh Hắc Long Giang mất tích không lâu sau khi cất cánh vào lúc khoảng 12 giờ trưa. Người lái máy bay là Vương Bảo Ngọc. Qua giả soát trên bầu trời chưa phát hiện bất cứ dấu vết nào, dù là máy bay hay phi công đều không biết kết cục ra sao. Hiện đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đề nghị các đại đội không quân chú ý hướng phát triển của vụ mất tích này, có tin gì lập tức báo ngay lên cấp trên. Lúc ấy, tôi đoán khả năng lớn nhất là xảy ra tai nạn máy bay, bởi lẽ hôm ấy đội bay này tiến hành tập bay tầm thấp kỹ thuật đặc biệt, là một bài tập khó và độ rủi ro lớn, cũng hay xảy ra trục trặc, nếu không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn. Khi tôi báo cáo lại tin nói trên cho Thủ trưởng Ban Chính trị, phản ứng đầu tiên của thủ trưởng là e rằng tuyến phòng thủ trên bầu trời có vấn đề gì đó. Ông đề nghị tôi lập tức báo cho phòng bảo vệ nắm chắc tình hình tuyến phòng thủ, đồng thời xem xét lại hồ sơ lý lịch phi công và làm tốt việc chuẩn bị ứng phó. An toàn tuyến phòng thủ bầu trời là vấn đề rất nhạy cảm, chẳng ai muốn động chạm nhưng lại không thể né tránh. Giả thiết phi công lái máy bay bỏ trốn có vẻ không hợp lý, vì hiện nay các quốc gia xung quanh Trung Quốc đều không có điều kiện để phi công làm việc này. Quốc gia gần Trung Quốc nhất có Triều Tiên và Hàn Quốc. Triều Tiên là nước bạn hữu hảo, dù trốn sang đấy thì cũng có thể dẫn độ về Trung Quốc. Hàn Quốc hồi ấy tuy chưa lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nhưng cũng đang xúc tiến việc này. Trước đây, từng xảy ra chuyện người Trung Quốc vượt biển trốn sang Hàn Quốc. Sau khi hai bên bàn bạc, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa. Như vậy, con đường trốn sang Hàn Quốc coi như đã bị bịt kín. Còn nói tới chuyện trốn sang Đài Loan thì máy bay J-6 không đủ lượng xăng để bay xa như thế. Như vậy, hướng cuối cùng là Liên Xô, nước ở phía Bắc Trung Quốc. Nhưng từ tháng 5 năm 1989, sau khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev thăm Bắc Kinh, Trung Quốc và Liên Xô đã thực hiện bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ai có chút đầu óc chính trị đều hiểu rằng Liên Xô chẳng dạy gì coi việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao rất khó khăn ấy là cho trẻ con, đánh đồng giá trị một phi công bình thường ngang với lợi ích quốc gia mình. Bởi vậy, phần lớn mọi người trong cơ quan tôi đều cho rằng khả năng Vương Bảo Ngọc bỏ trốn là rất thấp, chỉ có thể xảy ra tai nạn gì đó thôi. Thế nhưng sự việc không thể ấy lại đã xảy ra. Ngay tối hôm đó, thông tấn xã TASS phát đi bản tin nói vào 12 giờ 45 phút chiều ngày hôm nay, một chiếc máy bay quân sự Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Knechev ở gần Vladivostok. Phi công yêu cầu được sang Mỹ tị nạn chính trị. Lúc bấy giờ chúng tôi mới ngã người xác nhận việc Vương Bảo Ngọc bỏ trốn là sự thực. Cơ quan không quân quân khu lập tức khởi động dự án đối phó tình hình khẩn cấp. Một mặt báo cáo ngay lên cấp trên sự kiện chính trị nghiêm trọng này. Một mặt không quân quân khu thành lập nhóm công tác tới ngay đơn vị có Vương Bảo Ngọc để điều tra giải quyết vấn đề. Sau khi xảy ra vụ đào tẩu nói trên, mọi người bất giác nghĩ ngay tới sự kiện máy bay nước ngoài hạ cánh trên quảng trường đỏ ở Moscow vào ngày 28 tháng 5 năm 1987. Tối hôm ấy, một thanh niên Tây Đức mới 19 tuổi, tên là Matthias Rus, lái chiếc máy bay thể thao hạng nhẹ kiểu Cessna 172B Skyhawk, vượt qua hệ thống phòng không của Liên Xô được coi là tốt nhất thế giới, hạ cánh như một trò đùa ngay trên quảng trường đỏ, làm cho chính quyền Liên Xô sửng sốt, lúng túng và tức giận. Liên Xô thời chiến tranh lạnh, rút kinh nghiệm từ những bài học chiến tranh thế giới lần thứ hai, Moscow ra sức phát triển hệ thống phòng không tổng hợp với sự góp mặt của hơn 10.000 đài radar, gần 14.000 quả tên lửa phòng không và trên 4.000 máy bay đánh chặn. Hệ thống này đã từng phát huy tác dụng khi tiêu diệt không ít máy bay trinh sát do thám của Mỹ và Anh cả gan xâm phạm vùng trời Liên Xô. Sẽ không ngoa khi nói rằng vào những năm 1980, vùng trời của Liên Xô giăng đầy thiên la địa võng, không dung tha bất cứ một kẻ liều lĩnh nào. Vậy mà vẫn có một tên nhóc 19 tuổi, người Đức, tên là Matthias Rus lọt lưới. Phải chăng đó là một sự ngẫu nhiên? Câu trả lời nằm ở tầng nghĩa khác.
căn cứ vào một điều luật của Liên Xô được sửa đổi vào tháng 11 năm 1982. Lực lượng phòng không không quân nước này hoàn toàn có quyền sử dụng vũ lực tiêu diệt những kẻ, vật thể bay xâm phạm vùng trời của mình. Khi điều luật trên vừa có hiệu lực được khoảng 10 tháng, lực lượng phòng không không quân khu vực Viễn Đông đã bắn rơi chiếc máy bay số hiệu 007 của hãng hàng không Hàn Quốc vào tháng 8 năm 1983, dám tự tiện bay vào vùng trời Liên Xô. Nhân cơ hội này, các nước phương Tây tìm mọi cách gia tăng sức ép, gây khó khăn cho Moscow. Thậm chí, Mỹ và Nhật Bản còn quyết định cắt đường hàng không qua lại giữa hai nước này với Liên Xô. Cho dù Bộ Quốc phòng Liên Xô nhiều lần nhấn mạnh các nhân viên của họ đã làm đúng những gì luật pháp quy định, nhưng lãnh đạo cao hơn lại cho rằng pháp luật chỉ cho phép tấn công những chiếc máy bay quân dụng, chứ không phải máy bay dân dụng của các nước tư bản chủ nghĩa. Nhằm tránh rắc rối, Bộ Quốc phòng Liên Xô đã cho soạn thảo một công văn bí mật quy định. Trong trường hợp chưa phân định được máy bay xâm phạm vùng trời Liên Xô có mục đích quân sự hay không, không được khai hỏa và ai đưa ra quyết định tấn công, người đó phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị tống giam. Chính công văn này đã bó chân bó tay lực lượng phòng không không quân của Liên Xô khi đó. Trở lại với sự kiện Matthias Ruth, 13 giờ ngày 28 tháng 5 năm 1987, chàng thanh niên người Đức trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm lái máy bay này. Năm 1986, từng nhiều lần lái máy bay qua biển Bắc, đến quần đảo South Shetland ở Nam Thái Bình Dương và quần đảo Faroe ở Bắc Âu, điều khiển chiếc Cessna 172B Skyhawk cất cánh từ sân bay Helsinki, Phần Lan. 20 phút sau, Rus liên lạc với trạm điều độ mặt đất Phần Lan, báo cáo máy bay hoạt động bình thường. Tất cả chỉ có vậy, bởi sau đó Rus tắt toàn bộ các thiết bị thông tin, chỉ mở la bàn vô tuyến điện. Khi bay qua vịnh Phần Lan, Rus hạ độ cao xuống còn 200m, rồi bất ngờ quay 180 độ, bay về hướng Moscow. Trung tâm quản chế hàng không Phần Lan phát hiện hành động bất thường của chiếc Cessna 172B Skyhawk, lập tức dùng vô tuyến điện phát đi lời cảnh báo, nhưng không nhận được hồi âm. Không lâu sau, chiếc Cessna cũng biến mất khỏi màn hình radar của Phần Lan. Các nhà chức trách Phần Lan cho rằng chiếc Cessna 172B Skyhawk gặp tai nạn, liền ra lệnh cho một chiếc máy bay trực thăng và hai chiếc tàu cao tốc nhanh chóng lên đường tới vùng vịnh Phần Lan tìm kiếm. Tuy nhiên, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải trắng tay ra về. 14 giờ cùng ngày, trạm radar Kolarov của lực lượng phòng không không quân của Liên Xô đặt ở Estonia phát hiện trên chuyến bay Helsinki-Moscow có một chiếc máy bay cỡ nhỏ ở độ cao 600m. Trực ban lần lượt dùng 3 thứ tiếng Phần Lan, Nga và Anh hỏi: "Có phải người mình không?" Nhưng tất cả những gì họ nhận được là một sự im lặng đáng sợ. Rõ ràng đây là một chiếc máy bay tự tiện xâm phạm vùng trời của Liên Xô, cần phải có biện pháp ngăn chặn khẩn cấp. Nghĩ vậy, nhưng những sĩ quan thuộc lực lượng phòng không không quân lại không dám mạo hiểm ra quyết định. Bài học từ sự kiện bắn rơi máy bay chở khách của Hàn Quốc vẫn còn đó. Hơn nữa, Helsinki, Moscow là một trong những đường bay nhộn nhịp nhất châu Âu. Lỡ ra chiếc Cessna 172B Skyhawk xâm phạm vùng trời Liên Xô không vì mục đích quân sự thì hậu quả thật khó lường. 14 giờ 10 phút, thông tin chiếc Cessna 172B Skyhawk xâm phạm vùng trời Liên Xô được báo cho Sở Chỉ huy Phòng không không quân Liên Xô ở Moscow, vẫn bị ám ảnh bởi sự kiện bắn rơi máy bay chở khách của Hàn Quốc. 15 phút sau, các nhà chức trách Liên Xô vẫn chưa đưa ra được hành động quyết liệt. Trên thực tế, sau khi phát hiện chiếc Cessna có dấu hiệu bay về hướng Moscow, lực lượng phòng không không quân Liên Xô được lệnh bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Ba tiểu đoàn tên lửa đất đối không đã làm xong mọi hạng mục công tác chuẩn bị cho việc ấn nút phóng. Đồng thời, hai chiếc tiêm kích Su-15 cũng đã vọt lên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là họ không nhận được lệnh khai hỏa từ cấp trên. 17 giờ 40 phút, khi chiếc Cessna chỉ còn cách Moscow khoảng 100 km, sĩ quan phụ trách mảng chiến dịch của lực lượng phòng không không quân Liên Xô, Gromy, cấp báo lên trung tâm chỉ huy phòng không không quân tình hình liên quan, hy vọng nhận được sự cho phép. Nhưng nhân viên trực ban của trung tâm đã không báo cáo lên tư lệnh phòng không không quân Akodulov và cũng không đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào. Hậu quả, Rus thoải mái thời gian và không gian lựa chọn địa điểm hạ cánh cho chiếc Cessna 172B Skyhawk. Tháng 5 năm 1960, một chiếc máy bay trinh sát trên cao kiểu U-2 của Mỹ khi bay vào bầu trời Liên Xô từng bị tên lửa Liên Xô bắn hạ. Tháng 8 năm 1983,
một máy bay hàng không dân dụng Hàn Quốc kiểu Boeing 747 bay chệch đường vào không phận Liên Xô, liền bị máy bay chiến đấu Liên Xô phóng tên lửa bắn rơi. Thế mà lần này, một tay lái máy bay không chuyên mới có lý lịnh 40 giờ bay, lại dễ dàng chọc thủng lưới phòng không chặt chẽ nhất thế giới của Liên Xô, bình yên vô sự hạ cánh giữa trái tim thủ đô Liên Xô. Điều đó không thể không làm cho các nhà lãnh đạo Liên Xô toát mồ hôi. Một nhà bình luận quân sự phương Tây nói rằng, chưa từng có sự việc nào làm cho chính quyền Liên Xô bẽ mặt như vụ máy bay hạ cánh tại quảng trường đỏ này. Ngày 30 tháng 5, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô họp khẩn cấp, ra quyết nghị cách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm tư lệnh lực lượng phòng không không quân Liên Xô Alexander Kondunov, Bộ trưởng Quốc phòng nguyên soái Sergei Sokolov, 75 tuổi cũng bị cho về hưu. Từ sau Thế chiến thứ hai, những quyết định như vậy cực kỳ hiếm xảy ra tại Liên Xô. Sau đó khoảng hơn 300 sĩ quan bộ đội phòng không bị bãi chức, một số người còn bị bắt giam. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên Xô nói Matthias Ruth đã xâm phạm bầu trời Liên Xô và do đó bị bắt giam để xét xử. Hôm sau, giám đốc hãng thông tấn TASS nói sự kiện quảng trường đỏ không ảnh hưởng tới mối quan hệ Liên Xô với Cộng hòa Liên bang Đức và nói nên cảm ơn Matthias Ruth đã nhắc nhở chúng tôi chú ý tới các lỗ hổng trong hệ thống phòng không. Lần này phi công Trung Quốc Vương Bảo Ngọc lái máy bay trốn sang Liên Xô chắc hẳn sẽ làm thế giới ngạc nhiên. Hôm 25 tháng 8 năm 1990, Vương Bảo Ngọc lái máy bay cất cánh bình thường, tiến hành tập bay kỹ xảo ở độ cao thấp. Sau khi tới tọa độ quy định, anh ta ngoặt sang bên phải, bay với độ cao 100m được một thời gian thì vượt biên giới. Thoạt tiên, Vương Bảo Ngọc định bay thẳng tới sân bay Ugrov của Liên Xô, nhưng khi đến nơi mới phát hiện sân bay đang sửa chữa nên không thể hạ cánh. Vương bay tiếp đến sân bay quân sự Knechev. Do bay cực thấp nên rất tốn xăng, khi đến sân bay này thì xăng đã sắp cạn. 12 giờ 45 phút, máy bay hạ cánh. Vương lái máy bay ra khỏi đường băng, ngoặt vào bãi đỗ máy bay. Tắt máy rồi mà vẫn chưa thấy phía Liên Xô để ý đến mình. Vì không có thang nên Vương không thể xuống đất, đành mở nắp cửa máy bay để thông gió. Lúc này Vương mới thấy bộ đồ bay ướt đẫm mồ hôi. Khoảng 10 phút sau thì thấy một binh sĩ Liên Xô tiến lại, Vương bèn giơ tay vẫy. Lúc này phía Liên Xô mới chú ý tới chiếc máy bay lạ này. Người lính kia liền quay lại, chắc là về báo cáo với cấp trên. Lát sau, chiếc ô tô chạy đến, một sĩ quan và mấy binh sĩ xuống xe. Khi xác nhận đây là máy bay Trung Quốc, họ hết sức ngạc nhiên. Dẫu vậy họ vẫn lắp cầu thang giúp Vương Bảo Ngọc ra khỏi máy bay. Sự kiện Vương Bảo Ngọc hạ cánh trên sân bay Liên Xô đã gây ra sự kinh hoàng và tác động lớn vượt xa vụ Matthias Ruth hạ cánh trên quảng trường đỏ. Đó là vì năm xưa, khi Matthias Ruth bay vào không phận Liên Xô, đã bị bộ đội và phòng không Liên Xô phát hiện và có phản ứng ngay. Còn lần này khác hẳn, tính chất nghiêm trọng thể hiện ở chỗ một chiếc máy bay chiến đấu Trung Quốc dễ dàng hạ cánh xuống sân bay của Liên Xô mà hệ thống phòng không của Liên Xô không có bất cứ phản ứng nào. Vì vụ việc này mà một loạt tướng lĩnh cấp cao của Liên Xô và một số sĩ quan có trách nhiệm trực tiếp đã bị cách chức. Trong thời gian dài trước khi đào tẩu, Vương Bảo Ngọc giả vờ tỏ ra tiến bộ trong công tác và học tập. Thực ra, Vương đã bí mật chuẩn bị mọi việc cho ngày trốn chạy. Lợi dụng các dịp huấn luyện và diễn tập, Vương thu thập, ghi nhớ, nghiên cứu kỹ số liệu và đường bay tới sân bay của các nước xung quanh Trung Quốc. Ngày 25 tháng 8, cuối cùng Vương Bảo Ngọc đã có dịp lợi dụng chuyến bay huấn luyện để thực hiện nguyện vọng của mình. Trước khi lên máy bay, Vương tặng chiếc đồng hồ đeo tay của mình cho người đồng đội giao máy bay lại cho mình. Sau khi xảy ra vụ Vương Bảo Ngọc lái máy bay bỏ trốn sang Liên Xô, Trung Quốc và Liên Xô lập tức khởi động trình tự tiếp xúc ngoại giao nhằm giải quyết thỏa đáng sớm nhất vụ rắc rối này bằng con đường ngoại giao. Ngày 26 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tiền Kỳ Tham và người cung cấp phía bên Liên Xô là Sevanade đến Harbin, Trung Quốc gặp nhau bàn bạc khẩn cấp. Qua bàn bạc, hai bên nhất trí sẽ quyết định xử lý vụ này một cách nhẹ nhàng. Phía Liên Xô tích cực ủng hộ và phối hợp giải quyết vấn đề do Trung Quốc nêu ra là dẫn độ người lái máy bay về Trung Quốc. Phía Trung Quốc sẽ cho một chiếc Tu-154 sang sân bay Knechev dẫn độ Vương Bảo Ngọc về Trung Quốc và đưa chiếc máy bay J-6 mà Vương lái sang Liên Xô về Trung Quốc. Hai bên thỏa thuận ranh giới chính thức bàn giao người là cửa khoang chiếc máy bay Tu-154 của Trung Quốc.
riêng về chiếc máy bay J-6, vì Vương Bảo Ngọc hạ cánh một cách cưỡng ép nên thân máy bay bị xước nhẹ, hai tấm cánh giảm tốc không trở về vị trí cũ được. Nhưng sân bay này là sân bay của máy bay ném bom, không có cơ sở sửa chữa máy bay. Và Trung đoàn Phó Không quân Trung Quốc đã quyết định tự lái chiếc máy bay J-6 có hai cánh giảm tốc mở này về Trung Quốc một cách an toàn. Vương Bảo Ngọc sau khi bị dẫn độ về nước, lập tức bị khai trừ đảng tịch, quân tịch, phải nhận án tử hình vì tội phản bội Tổ quốc.